Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 68 và quyết định 23 nhằm hỗ trợ người dân doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của đợt dịch COVID-19 bùng phát lần thứ tư. Theo quyết định 23, thì người sử dụng lao động được vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất. Vậy chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ cụ thể như thế nào? Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Bằng, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trước tiên xin được cảm ơn ông đã nhận lời trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái. Thưa ông, là thực hiện chính sách hỗ trợ đối với người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất theo quyết định 23 của Thủ tướng Chính phủ, thì trên địa bàn được ngân hàng chính sách mình triển khai và rà soát các đối tượng được hưởng chính sách này ra sao? Chúng tôi đã tham mưu cho trưởng ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách để ban hành văn bản số 763 về việc thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng thời chúng tôi cũng đã phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội làm ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh về việc tuyên truyền triển khai chính sách đến với người dân. Ngay sau khi có chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Xã hội thì chúng tôi cũng đã tổ chức tập huấn đến 100% cán bộ, viên chức và người lao động trong chi nhánh về nội dung, quy trình hướng dẫn nghiệp vụ cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc cho người lao động. Tôi đã thực hiện niêm yết công khai về thông tin chính sách tín dụng hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động. Thưa ông, là điều kiện để các doanh nghiệp cơ sở sản xuất kinh doanh được vay vốn theo quyết định 23 này cần những điều kiện gì và hạn mức vay tối thiểu và tối đa ra sao? Theo cái nghị quyết 68 và quyết định 23 thì cái điều kiện để được vay vốn thì nó đơn giản hơn rất nhiều so với cái nghị quyết 42 và quyết định 15 trước đây của Chính phủ và của Thủ tướng Chính phủ. Thứ nhất thì theo cái nghị quyết 68 và quyết định 23 thì có hai cái nhóm đối tượng mà được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách Xã hội để trả lương ngừng việc cho người lao động. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là đối với khách hàng vay vốn để trả lương ngừng việc có hai cái điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến tháng trước liền kề cái thời điểm người lao động ngừng việc, và người lao động phải ngừng việc từ 15 ngày liên tục trở lên theo quy định của khoản 3 điều 99 của Bộ luật Lao động trong thời gian từ 1 tháng 5 năm 2021 đến hết 31 tháng 3 năm 2022. Điều kiện thứ hai đó là không có nợ xấu tại các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Nhóm đối tượng thứ hai là người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc cho người lao động khi mà phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì tại nhóm này cũng chia làm hai cái nhóm đối tượng. Nhóm đối tượng thứ nhất đó là đối với khách hàng phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian từ ngày 1 tháng 5 năm 2021 đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2022. Thì nó phải có 4 cái điều kiện như sau. Một là phải tạm dừng hoạt động do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phòng chống dịch COVID-19. Điều kiện thứ hai là có người lao động làm việc theo hợp đồng lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Điều kiện thứ ba là phải có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ tư đó là không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thời điểm đề nghị vay vốn. Nhóm đối tượng thứ hai đó là đối với người sử dụng lao động hoạt động trong lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài để phục hồi sản xuất kinh doanh. Thì ở nhóm này cũng có 3 cái điều kiện để được vay vốn. Đó là có người lao động làm việc theo hợp đồng đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đến thời điểm đề nghị vay vốn. Thứ hai là có phương án hoặc kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh. Thứ ba là không có nợ xấu tại tổ chức tín dụng và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Thì cái mức cho vay đối với một lao động là bằng mức lương tối thiểu vùng
theo quy định tại nghị định số 90 nhân với lại số tháng phải ngừng việc và mức cho vay tối đa là 3 tháng trên một lao động. Trong quá trình triển khai chính sách này trên địa bàn thì Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh gặp những khó khăn gì thưa ông? Chúng tôi đã triển khai thực hiện rà soát được 254 doanh nghiệp trên địa bàn. Thì trong quá trình rà soát thì chúng tôi cũng nhận thấy là có một số cái khó khăn. Thứ nhất là các cái đơn vị doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú, lĩnh vực vận tải, thì cái số lao động mà tham gia bảo hiểm xã hội buộc thì rất là ít. Và có đủ điều kiện vay vốn thì hiện nay là việc mà quyết toán thuế thì cũng chưa được xác nhận, cho nên cũng ảnh hưởng đến cái việc mà thực hiện tiến độ cho vay. Xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Yên Bái.